Rồi anh chị ơi, hôm nay là ngày cuối tuần, ngày chủ nhật cuối tuần ha. Bên em về một số sản phẩm mới, em sẽ review cho anh chị xem nhanh. Trước tiên là lô nho đen Ravente, lô mới, tem vàng. Thì hồi hôm là bên em có về tem là tem màu đen, trùng với cái bịch cái hiệu này luôn. Nhưng mà hôm nay bên em đáp lô mới là tem vàng anh chị ha. Đây, Ravente tem vàng. Đó. Hàng bên em về mới liên tục nha anh chị nha. Bây giờ em sẽ mở thử ra cho chị xem nha. Trước mặt anh chị là bịch nho đen Ravente. Thì hiện tại trên thị trường có rất là nhiều loại nho đen ha anh chị ha. Nhưng mà bên em chọn được cây nho đen này. Trái to, cứng tươi và cuống xanh. Đây nha anh chị, cuống xanh. Em sẽ mở ra chùm cho anh chị coi ha. Trước tiên mình soi. Đó, mình để qua một bên trước đi ha. Đây nha anh chị. Đó. Trái này nha anh chị ha. Đấy ha, trái to nha anh chị ha. Đây anh chị ơi, đây là chùm nho Ravente em lấy ra, vừa lấy ra. Trái to, tương đối to nha anh chị, phấn nha anh chị nhìn thấy ha. Cái lớp phấn này là hàng mới nha, phấn phủ rất là dày, đặc biệt là không chát nha anh chị. Khi mà mình ăn thì mình nên rửa sạch trước ha. Đây, cái chùm nho Ravente của bên em. Đây, em dở lên luôn. Đây, đó, hấp dẫn lắm luôn anh chị ơi. Không chát vỏ, đặc biệt là không chát vỏ, cuốn xanh nha anh chị. Đây em để một cái chùm nho qua đây, em soi thử hai cái này. Đây anh chị nha, từ trên nhìn xuống thì anh chị thấy là trái là tương đối đồng đều ha. Trái tương đối đồng đều. Cuốn đây nha anh chị, cuốn của em đây. Đây. Đó. Giòn ngọt, không chát vỏ. Nho đen Ravente bên em nha anh chị nha. Rồi hàng có sẵn thì nguyên thùng là tầm 8,5 kg tới 9 kg anh chị ha. Rồi sau nho đen Ravente là em có nhãn tiêu xuồng anh chị ha. Quá quen thuộc với lại khách hàng. Rất ít khi có hàng và hôm nay là em shop em đã có anh chị ha. Thịt dày, giòn ngọt, hạt nhỏ. Hiện tại là bên em có 3 loại nhãn anh chị ha. Thứ nhất là nhãn tiêu xuồng, hôm nay mới lên. Thứ hai là nhãn xuồng vàng. Thứ ba là nhãn thái, cho anh chị lựa chọn ha. Rồi bây giờ em sẽ mở thử nhãn tiêu xuồng nha. Rồi đây anh chị, nhãn tiêu xuồng. Nhãn tiêu xuồng là sự kết hợp giữa nhãn tiêu, lông và nhãn xuồng thì nó ra nhãn tiêu xuồng anh chị ha. Nhưng mà nó cái hộp của nhãn tiêu xuồng thì nó nhỏ gần tương đương với lại tiêu lông, và đặc biệt là cái thịt này nó dày giòn. Đây anh chị, đây em sẽ cho anh chị coi cận. Đây, em đệm hù luôn ha. Đây là em chị thấy cái vỏ không? Cái hộp nó mỏng, nó nhỏ xíu luôn. Thịt rất là dày, giòn. Thì đa phần 80%, 90% là tiêu xuồng là hộp nhỏ như vậy anh chị ha. Ăn giòn, ngọt, hộp nhỏ, ráo cơm, không nước. Tiếp tục là măng cục Bảo Lộc anh chị ha. Hàng bên em có hai size, size to và như thế này là chiếc bạn chị. Thứ hai là size vừa vừa. Đây sầu riêng Mã Lai và nho mẫu đơn hàng, bên em chuẩn bị giao cho khách. Đây sầu riêng Mã Lai đây anh chị. 400 gram nét nha anh chị. Rồi em quay lại cái măng cụt Bảo Lộc. Thì hàng này là hàng mới lên, cuốn còn xanh. Anh chị có thể để cho cuốn nó héo chút xíu thì ăn thì nó sẽ ngọt hơn. Tuy nhiên là bây giờ là
gần cận cuối mùa rồi thì độ ngọt nó nhiều rồi, không còn chua nữa nha anh chị. Nếu mà anh chị thích đi tặng quà thì mình có thể chọn quả lớn, một chân cũng có thể chọn quả lớn, hoặc là mình ăn thì mình có thể chọn quả vừa vừa thôi để nó ít hột. Này em demo em bẻ thử một trái đi ha. À, em lưu ý với anh chị nha, là khi mà cái cuốn còn xanh á thì độ ngọt nó chưa nhiều đâu nha anh chị, tại vì mình phải để giống như là dưa vậy, héo cuốn thì nó mới ngọt đó. Bây giờ em sẽ bẻ thử một quả đi anh chị ha. Chị lưu ý nha, mới nha, đây anh chị, không vấn đề gì ha. Đó rồi, đây là măng cụt Bảo Lộc. Thì đó là bên em đã review cho anh chị xong ba loại, bên em có nho, măng cụt và nhãn tiêu xuôn, hàng có sẵn anh chị ha. Bên em ship hàng tới 22 giờ đêm mỗi ngày. Rồi, xin chào anh chị.